Xin kính chào quý khán giả, hãy cùng chúng tôi khởi động ngày mới với những thông tin thiết thân với cuộc sống và những vấn đề đáng quan tâm trong nhiều lĩnh vực với Nhịp sống ngày mới. Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 5:55 hàng ngày trên truyền hình Hậu Giang. Thưa quý khán giả, tối qua, Gala Tài tử Phương Nam, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước thực hiện, chính thức khép lại năm thứ nhất. 8 thí sinh với giọng ca ngọt ngào, truyền cảm hứng, hội ngộ cùng nhau để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán thính giả. Phóng sự do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hậu Giang thực hiện và gửi về từ Bình Phước. Trong đêm gala, 8 thí sinh với 4 bài song ca giọng cổ quen thuộc được thể hiện nhuần nhuyễn sau thời gian tập luyện nghiêm túc với dàn nhạc. Thí sinh trình bày những bài ca giọng cổ ghi dấu ấn trong lòng khán giả những ngày tháng 4 lịch sử. Xúc động hơn khi những cặp thí sinh khiếm thị đi lại khó khăn, nhưng vì tình yêu đờn ca tài tử mà vượt đường xa đến với chương trình. Chị Nguyễn Thị Hiền xuất sắc giành giải cạo chức, giải ấn tượng. Em cũng không nghĩ là em là người đạt giải. Tại vì chị biết không, em cũng có bị sức khỏe, mấy ngày nay em định bỏ cuộc rồi. Tại vì em bị nhức răng á. Một chiều em nói với chị biên tập là xin cho em bỏ cuộc đi, tại vì em hát không có nổi. Nhưng mà cũng nhờ sự động viên của chị giám đốc á, với các anh, và cũng qua đây cũng cảm ơn lời sự động viên của thầy Lê Nguyên Đạt cho em một lời khuyên và đóng góp mà em mới cố gắng. Ban tổ chức cũng trao giải triển vọng cho tài tử Nguyễn Hà Tiên. 2 giải đam mê được trao cho tài tử Phạm Phú Tân và Lê Trung Tánh, còn lại là 4 giải khuyến khích. Với sự trình diễn ngọt ngào, mộc mạc, thể hiện trọn vẹn cái hồn của đờn ca tài tử, ban giám khảo rất cân nhắc để chọn ra thí sinh ấn tượng nhất. Rất là ngỡ ngàng đó, ngỡ ngàng là các bạn rất là ngang tài ngang sức, phải nói làm cho ban giám khảo chúng tôi ngồi dưới là rất là đắn đo không biết là phải chấm điểm như thế nào. Tuy rằng các bạn không phải là người chuyên nghiệp nhưng mà các bạn có một cái tài là tài thế nào, các bạn biết lắng nghe từ nhịp đờn. Tuy rằng nhịp của các bạn nó không có cái trường canh, nó không có điều, nó không có chuẩn, nhưng các bạn vẫn nghe được tiếng đàn của các thầy đàn, rồi các bạn về đến đích, về đến chốn. Và cũng qua cái chương trình này thì bản thân mình cũng mong muốn là sẽ tổ chức được nhiều nữa. Đây là cái kênh để kết nối và mong muốn được lan tỏa nhiều hơn trong cái xu thế hiện nay, và nó cần được bảo tồn. Và cái sự tổ chức của hai nhà đài, của nhà đài Bình Phước cũng như đài Hậu Giang thực sự là hết sức có ý nghĩa. Khi tôi nghe cái bài mà Tình đồng chí với cái bài mà Dịch chặng đường xuân á, thì cảm xúc đưa mình thì là quay lại những cái thời mà kháng chiến của các anh các chú ngày xưa. Ngay cái lúc này thì cũng sắp tới những cái ngày lễ mừng chiến thắng của 30/4, 1/5 thì cảm thấy là ngày qua thống nhất đất nước. Thì khi mà nghe cái bài này thì không phải riêng của thân tôi mà những khán thính giả ngồi ở tại cái hội trường này thì cảm thấy là có cảm giác là rất là xúc động. Đêm gala tài tử Phương Nam thành công cũng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang cùng Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Đây là động lực để hai đài tiếp tục chuẩn bị năm thứ hai của chương trình, giúp bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc sống mãi trong lòng người dân. Sau hơn một tuần xét xử và nghị án, chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt bị cáo nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Quốc tế IDT, chủ trang mạng Học Làm Giàu, tù chung thân. Người này từng nổi danh trên mạng xã hội với danh xưng là tiến sĩ dạy làm giàu, xâm phạm lợi ích công dân, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây dư luận hoang mang, đẩy nhiều người vào tình cảnh khó khăn. Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Phạm Thanh Hải, sinh năm 1966, lập website hoclamgiao.vn, tổ chức các hội thảo dạy cách làm giàu. Hải tự giới thiệu mình là tiến sĩ, có tài đầu tư, kinh doanh, giới thiệu công ty đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây công nghiệp tỷ đô Macca có siêu dự án. Để thu hút nhiều người góp vốn, Hải đưa ra mức lãi suất từ 40 cho đến 50% một năm, trả lãi ngay khi nộp tiền. mở rộng mạng lưới quy động vốn bằng cách chi từ 2 đến 10% tiền thưởng kết nối dành cho những người môi giới hợp đồng mới, tổ chức cho các nhà đầu tư đi liên quan du lịch. Chỉ trong vòng một năm, bị cáo Hải quy động được hơn 2.700 tỷ đồng từ 2.500 nhà đầu tư. Nhiều người lâm cảnh khó khăn, kiệt quệ kinh tế, gây hoang mang, bất bình cho xã hội. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng buôn bán xì gà nhập lậu và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Lê, giám đốc công ty xuất nhập khẩu và thương mại thế giới xì gà, 4 năm 6 tháng tù về tội buôn bán hàng cấm. 4 nhân viên trong công ty của Lê bị phạt các mức án từ 24 tháng tù đến 36 tháng tù, nhưng đều cho hưởng án treo. Theo cáo trạng, Lê được người đàn ông quốc tịch Trung Quốc chào bán và giới thiệu nguồn xì gà nhập lậu từ Cuba, Italia với giá rẻ. Đến khi bị bắt, Lê hưởng lợi khoảng 900 triệu đồng. Du khách trải nghiệm lặn ngắm san hô ở đảo Phú Quý. Nhộn nhịp phiên chợ đồ cổ giữa lòng Tây Đô. Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ họp với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại nhà nước, chỉ đạo tiếp tục giảm lãi suất, giảm lợi nhuận để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước 2 lần giảm các loại lãi suất điều hành, lãi suất cho vay mới và tiếp tục có xu hướng giảm trong thời gian tới. Trong thời gian qua, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước liên tục ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, tháo gỡ khó khăn trên thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp như tăng cung tiền, giảm lãi suất, mua giấy tờ có giá, liên tục giảm lãi suất trên thị trường mở từ 6% nay còn 5%. Với một số ngân hàng có mức lãi suất cho vay cao, người đứng đầu ngành đề nghị các ngân hàng này phải nêu giải thích rõ lý do tại sao lại có mức chênh lệch như thế. Dự án rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ với tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng chính thức được khởi công. Đây là công trình trọng điểm về văn hóa thể thao của thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến hoàn thành vào năm 2025, đúng dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Được phê duyệt từ tháng 10 năm 2019, dự án xây dựng rạp xiếc và biểu diễn Phú Thọ có diện tích lên đến 10.000 m2, tổng mức đầu tư 1.395 tỷ đồng. Trong tương lai sẽ trở thành nơi tổ chức biểu diễn, trung tâm đào tạo nghệ thuật và là một trong những công trình thiết chế văn hóa biểu tượng mới tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh. Với thiết kế mang phong cách hiện đại và vẫn đậm đà bản sắc Việt, công trình gồm 12 tầng nổi, 2 tầng hầm, trong đó có nhiều phòng chức năng phục vụ những sân khấu hiện đại của rất nhiều loại hình thể thao và nghệ thuật khác nhau, với sức chứa lớn nhất lên đến 2.000 chỗ ngồi. Trưa qua, sân bay quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay mang số hiệu VJ487 chở theo 176 hành khách cất cánh từ sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Đây là chuyến bay đầu tiên từ Quảng Ninh vào Cần Thơ, mở ra đường bay mới giúp kết nối liên vùng nhanh chóng, thuận tiện hơn. Theo kế hoạch, đường bay Cần Thơ - Quảng Ninh và ngược lại được khai thác với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Giờ cất cánh tại sân bay Cần Thơ là 6 giờ và hạ cánh tại sân bay Vân Đồn là 8 giờ 20 phút. Ở chiều ngược lại, máy bay cất cánh tại Vân Đồn vào lúc 8 giờ 55 phút và hạ cánh tại Cần Thơ vào lúc 11 giờ 10 phút. Đường bay mới giúp hành khách bay thẳng tới Quảng Ninh chỉ trong gần 2 tiếng đồng hồ. Bên cạnh vận chuyển hành khách, thời gian tới sẽ phối hợp với Quảng Ninh để đưa các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản chất lượng cao, đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long bằng đường bay này đến với thị trường chung kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các tỉnh biên giới Trung Quốc. Nghiên cứu đề xuất chính phủ cho phép áp dụng những cơ chế đặc thù và các điều kiện thông quan hàng hóa tại 2 cảng hàng không Cần Thơ và Vân Đồn, giúp xúc tiến giao thương được thuận tiện, dễ dàng hơn. Thời điểm này là mùa biển đẹp nhất trong năm. Một địa điểm chúng tôi có gợi ý là đến du lịch đảo Phú Quý, Bình Thuận. Khi đến đây thì du khách sẽ thích thú khi trải nghiệm lặn biển, ngắm vẻ đẹp lung linh của các rạn san hô dưới làn nước trong xanh và từng đàn cá bơi xung quanh. Hướng dẫn viên còn giúp du khách chụp những tấm ảnh dưới đáy biển, mang lại trải nghiệm thú vị. Tại bãi cạn của huyện đảo này, dưới làn nước biển trong xanh là hệ sinh thái trù phú và đa dạng với những rạn san hô nhiều màu sắc chất chồng lên nhau. Bên cạnh những rạn san hô là đàn cá nhiều màu sắc tung bơi. Trải nghiệm mới lạ này mang lại sự thích thú cho du khách. Để lặn ngắm san hô, hướng dẫn viên sẽ trang bị cho du khách kính lặn, áo phao, ống thở và chân vịt. Cùng với đó là đội ngũ hỗ trợ dưới nước làm nhiệm vụ theo sát du khách để đảm bảo an toàn cũng như hỗ trợ chụp ảnh cho du khách. Nếu du khách không biết bơi, vẫn có thể lặn biển ngắm san hô. Trải nghiệm lặn biển ngắm san hô ở đảo Phú Quý tuy không mới nhưng ngày càng thu hút du khách bởi cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp kỳ diệu của vùng biển xinh đẹp. Thưa quý vị, còn với những ai đam mê sưu tập đồ cổ thì nên một lần ghé qua phiên chợ nhỏ nằm ngay trên đường Hùng Vương, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phiên chợ hoạt động vào mỗi buổi sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Nói đến đây thì chắc là anh Minh Thiện cũng như là quý khán giả hình dung ra được ở nơi đây bán những loại hàng hóa nào đúng không ạ? Đúng rồi, ở đây có những đồng tiền cổ, rồi có khi là một cái đèn chầu, chiếc hộp quẹt Zippo hay một bình nước nhưng mà có tuổi đời hơn một thế kỷ. Hoạt động hơn 8 năm, phiên chợ đầu cổ tại số 71 đường Hùng Vương, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ có khoảng 20 gian hàng trưng bày nhiều vật dụng xưa cũ. Chúng được làm từ các vật liệu như gỗ, gốm sứ, đồng và bán theo từng nhóm riêng biệt. Tùy vào tuổi đời từng sản phẩm, các tiểu thương sẽ bán với giá khác nhau, có món chỉ vài chục ngàn đồng, nhưng cũng có món giá trị lên tới vài triệu đồng. Hiệp hội này là tổng cộng là các thành viên là ở các chợ Long An, Sóc Trăng, Cần Thơ, Cà Mau, Long Xuyên, Châu Đốc, tất cả anh em trong hiệp hội đồ chợ cổ đó, người ta thích sưu tầm những cái món đồ cũ ngày xưa của cha ông để lại, ăn cái thời thơ ấu mà mình chưa biết á. Phần lớn các vật dụng xưa cũ được sưu tầm từ nhiều nơi khác nhau sau quá trình chọn lựa kỹ càng. Mỗi buổi sáng thứ Bảy và Chủ nhật, các tiểu thương tập trung đến phiên chợ để bán cho khách hàng đam mê. Cứ mỗi lần như vậy, nên số lượng đồ vật đều không giống nhau. Nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm, các tiểu thương khi tham gia phiên chợ cần phải tuân thủ nguyên tắc được đề ra, như mặt hàng bày bán cần phải được minh bạch về nguồn gốc, xuất xứ. Nếu có trường hợp vi phạm quy tắc thì các tiểu thương sẽ không được bán tiếp ở các phiên chợ sau. Phiên chợ đồ cổ giờ đây là nơi gặp gỡ giao lưu giữa những người bán và người mua, và cũng dành cho những người có chung niềm đam mê đi tìm những ký ức, kỷ niệm của một thời đã qua. Nội dung này cũng khép lại Nhịp sống ngày mới sáng nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.